Cháy rừng gỗ tại quận 12, lửa quá lớn, người dân không kịp mang dép. Đến khuya ngày 14 tháng 1, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PC07, công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xử lý vụ cháy lớn tại xưởng gỗ trên địa bàn quận 12. Do bên trong chứa gỗ dễ cháy nên việc dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Hai bên xưởng gỗ là hãng xe ô tô và trạm xử lý rác nên cảnh sát phải phun nước để phòng cháy lan. Được biết, xưởng gỗ nói trên kinh doanh nhiều loại gỗ đắt tiền, ước tính thiệt hại lên tới nhiều tỷ đồng. Theo thống kê ban đầu, vụ cháy đã thiêu rụi 320m² nhà xưởng. Lực lượng chữa cháy đã bảo vệ thành công 680m² còn lại. Rất may không có thiệt hại về người. Vụ cháy xảy ra khoảng 18 giờ 30 phút ngày 14 tháng 1 từ một xưởng ván gỗ gần cầu Bình Phước 1, sau đó lan sang khu nhà trọ tập thể nằm sát bên khiến hàng chục người hoảng loạn chỉ kịp chạy thoát thân. Thời điểm xảy ra vụ cháy, rất nhiều người dân đi qua khu vực này chứng kiến nên chi hô gọi nhau tháo chạy. Do ngọn lửa cháy lớn, cột lửa cao trên 30 mét nên những người dân xung quanh phải di tản ra xa khu vực để an toàn. Ông Bảy, 57 tuổi, người chứng kiến sự việc, bàng hoàng kể lại thời điểm nghe tin báo cháy. Ông cho biết mình ở trong nhà trọ nằm sát vách với nơi xảy ra hỏa hoạn, tuy nhiên chỉ khi nghe có cháy mới hoảng hồn tháo chạy. Chẳng kịp mang tài sản gì ra hết, nó cháy lớn quá đâu có kịp mang gì ra. Tôi thấy cháy lớn quá rồi bỏ chạy không kịp mang dép, ông Bảy kể. Không chỉ riêng ông Bảy, hơn chục công nhân sống trong 6 căn nhà trọ cũng hoảng hồn khi chứng kiến đám cháy lớn sắp nuốt trọn tài sản trong căn nhà nhưng đành bất lực vì ngọn lửa quá lớn. Những người sống gần nơi xảy ra vụ hỏa hoạn chủ yếu là công nhân thuộc công ty TH, phường An Phú Đông, quận 12. Thời điểm xảy ra vụ cháy hầu hết mọi người đều đang còn trong thời gian làm việc. Tuy nhiên, khi nghe tin cháy, các công nhân sống trong dãy trọ trên hoảng hốt chạy về thu gom tài sản rồi di tản ra xa đám cháy. Ông VTS, 63 tuổi, công nhân công ty TH, kể lại, về chỉ kịp lấy một ít đồ đạc rồi chạy ra vì cháy rất gần. Lúc chạy ra thấy dây điện bị cháy rơi rớt xuống, kèm tiếng nổ lớn nên chẳng ai dám vào nữa. Hàng chục công nhân phải ngủ lang sau vụ cháy. Vụ cháy tuy chỉ gây thiệt hại tại xưởng gỗ, nhưng hàng chục công nhân tại dãy trọ tập thể phải tìm nơi tá túc tạm thời vì công tác xử lý hiện trường còn kéo dài. Chúng tôi bây giờ phải tìm nơi để ngủ, công ty cũng cho mọi người ngủ tạm tại căn tin vì giờ cũng chẳng biết ngủ đâu, một công nhân tâm sự. Đến hơn 21 giờ cùng ngày, khi đám cháy đã được khống chế, lực lượng chức năng cũng đưa một số quần áo trong phòng trọ ra ngoài để công nhân có quần áo mặc giữ ấm trong thời tiết trời lạnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 14 tháng 1, người dân phát hiện đám cháy lớn bùng phát từ nhà xưởng chứa ván gỗ trên quốc lộ 1A, đoạn gần cầu Bình Phước 1, nên hô hoán nhau tháo chạy đồng thời thông báo lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, PC07 đã điều động nhiều xe chữa cháy của các đơn vị gần kề cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, tuy nhiên khói vẫn còn âm ỉ nên lực lượng vẫn tiếp tục phun nước xử lý hiện trường. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người, tuy nhiên hầu hết tài sản trong căn nhà xưởng bị thiêu rụi, một phần dãy nhà trọ bị cháy xém nhưng không gây thiệt hại nhiều. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.